Phong Linh Hoa Vàng ạ. Thì các bạn đang thấy là nhà mình mới về thêm một lô Phong Linh Hoa Vàng. Cây rễ rất là nhiều và đẹp ạ. Cây của nó trung bình cao khoảng từ cây cao này khoảng tầm 20. Các bạn thấy tầm 20 phân găng tay của mình, và mấy cây thấp thì khoảng tầm 10, trung bình cao khoảng tầm hơn 10. Có cây còn cao hơn. Thân của nó thì to bằng gần một đầu đũa. Đây, như mấy cây to này một đầu đũa, còn mấy cây bé thì bằng nửa đầu đũa. Các bạn ai muốn mua Phong Linh Hoa Vàng thì liên hệ số điện thoại 097 797 3535 các bạn nhé. Đây là hình ảnh thực tế vườn cây hoa phong linh 3 năm tuổi ạ. Các cái cây phong linh giống mà sau khi nhà mình trồng xong ấy thì nó sẽ ra được những cái cây hoa đẹp rực rỡ như thế này. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây hoa phong linh giống ạ, như cái phần đầu của video, hoặc là các cây hoa phong linh trưởng thành có chiều cao từ 2 mét rưỡi đến 3 mét rưỡi và cái đường kính gốc của nó có các kích cỡ là từ 3 đến 4 cm, 4 đến 5 cm và 6 đến 7 cm ạ, thì có thể truy cập vào website là www.hulatrees.com hoặc gọi điện số điện thoại là 097 797 3535 ạ.